Kênh Tin Nóng Đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một ngày làm việc hiệu quả và tràn đầy hạnh phúc. Và sau đây sẽ là những nội dung nóng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Tin COVID sáng mùng 5 tháng 4, ca mắc COVID-19 giảm sâu, cả nước ghi nhận 48.717 F0. Thưa quý vị và các bạn, theo bản tin dịch COVID-19 mới nhất của Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 48.717 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 48.715 ca ghi nhận trong nước, giảm 2.015 ca so với ngày trước đó tại 62 tỉnh, thành phố, có 34.690 ca trong cộng đồng. Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước với 5.868 F0, tiếp đó là Đắk Lắk 3.925, Bắc Giang 2.649, Yên Bái 2.350, Nghệ An 2.300, Phú Thọ 2.282, Quảng Ninh 1.996, Lào Cai 1.590, Thái Bình 1.432, Vĩnh Phúc 1.408, Tuyên Quang 1.348, Bắc Cạn 1.028, Hưng Yên 991, Thái Nguyên 984, Hải Dương 940, Lạng Sơn 911, Quảng Bình 909, Hà Giang 786, Hà Nam 767, Sơn La 703, Lâm Đồng 679, Cao Bằng 668, Cà Mau 655, Bình Định 649, Hà Tĩnh 640, Quảng Ngãi 627, Thành phố Hồ Chí Minh 537, Vĩnh Long 536, Đà Nẵng 532, Hòa Bình 498, Bắc Ninh 493, Lai Châu 483, Bà Rịa Vũng Tàu 461, Phú Yên 459, Bình Phước 457, Tây Ninh 454, Điện Biên 424, Đắk Nông 391, Nam Định 387, Quảng Trị 3886, Bến Tre 381, Thanh Hóa 368, Ninh Bình 365, Hải Phòng 288, Quảng Nam 264, Thừa Thiên Huế 237, Trà Vinh 200, Bình Dương 179, Khánh Hòa 150, Bình Thuận 124, Đồng Tháp 85, Long An 85, An Giang 83, Sóc Trăng 83, Bạc Liêu 72, Kon Tum 64, Kiên Giang 32, Đồng Nai 29, Cần Thơ 21, Ninh Thuận 10, Tiền Giang 6, Hậu Giang 6. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Quảng Ninh giảm 526, Lạng Sơn giảm 450, Lào Cai giảm 444. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Đắk Lắk 3.923 ca, Hưng Yên tăng 282 và Thành phố Hồ Chí Minh tăng 190 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 70.368 ca trên ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 9.867.045 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 99.796 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 9.859.306 ca, trong đó có 7.841.018 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là Hà Nội 1.502.111, Thành phố Hồ Chí Minh 596.940, Nghệ An 402.907, Bình Dương 379.064, Hải Dương 348.055. Về tình hình điều trị, trong ngày có 55.873 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi lên 7.843.835 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 1.942 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17h30 phút ngày 3 tháng 4 đến 17h30 phút ngày 4 tháng 4 ghi nhận 42 ca tử vong tại Đồng Nai 5 ca trong 2 ngày, Gia Lai 4 ca trong 2 ngày, An Giang 3 ca trong 2 ngày, Bến Tre 3, Kiên Giang 3, Quảng Ninh 3, Trà Vinh 3, Bạc Liêu 2, Hải Dương 2, Phú Thọ 2, Bà Rịa Vũng Tàu 1, Bình Định 1, Cà Mau 1, Cần Thơ 1, Đắk Nông 1, Hà Nội 1, Khánh Hòa 1, Sóc Trăng 1, Thành phố Hồ Chí Minh 1, Tuyên Quang 1, Vĩnh Long 1, Yên Bái 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 41 ca trên ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.642 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm, xếp thứ 24 trên 227 vùng lãnh thổ.
Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 trên 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 3 tháng 4, có 29.022 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 206.554.099 liều. Liên tiếp hai trẻ nguy kịch vì viêm cơ tim cấp sau khi mắc COVID-19. Thưa quý vị, Bệnh viện Nhi đồng thành phố vừa tiếp nhận hai trẻ sau khi mắc COVID-19 có diễn tiến nặng và rơi vào nguy kịch vì viêm cơ tim cấp. Cả hai bệnh nhi đều phải can thiệp ECMO, hiện một trẻ đã bình phục. Thông tin từ bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ, Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay cho biết, tại đây vừa liên tục tiếp nhận hai bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nguy cấp sau khi mắc COVID-19. Trường hợp thứ nhất là bé trai LNH, 9 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, được chuyển đến bệnh viện cấp cứu vào giữa tháng 3 năm 2021 sau khi nhiễm COVID-19 ngày thứ hai. Thời điểm nhập viện, trẻ có biểu hiện sốt cao, ói, tái nhợt, tim chậm, rồi đập nhanh bất thường. Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận bệnh nhi bị tràn dịch màng tim. Ngay lập tức, trẻ được làm thủ thuật đặt dẫn lưu dịch ra ngoài. Tuy nhiên, tình trạng bệnh vẫn không cải thiện, bệnh nhi rơi vào sốc tim, viêm cơ tim cấp, nguy kịch tính mạng. Sau khi hội chẩn nhanh, các bác sĩ đã quyết định cho trẻ chạy ECMO khẩn ngay trong đêm. Sau gần 10 ngày được can thiệp, điều trị tích cực, hiện bệnh nhi đã cài được ECMO, sức khỏe đang bình phục tốt. Khi bệnh nhi trên vừa bình phục, thì vào ngày hôm qua, các bác sĩ lại tiếp nhận thêm một trường hợp tương tự. Bệnh nhi là bé gái 7 tuổi, ngụ tại Tây Ninh, được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng tổn thương tim trầm trọng. Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ người nhà ghi nhận, trước đó trẻ mắc COVID-19 có biểu hiện sốt cao, cơ thể tím tái. Sau chẩn đoán trẻ bị viêm cơ tim cấp, các bác sĩ đã chỉ định cho bệnh nhi chạy ECMO với hy vọng sẽ giữ lại sự sống cho bé. Theo thống kê của CDC Hoa Kỳ, từ dữ liệu của hơn 900 bệnh nhân, COVID-19 là thủ phạm hàng đầu gây viêm cơ tim ở trẻ em dưới 16 tuổi. Tỷ lệ viêm cơ tim ở trẻ bị nhiễm là 0,133%. Nguy cơ viêm cơ tim ở trẻ mắc COVID-19 là 37 lần, cao hơn so với nhóm không mắc COVID-19. Hầu hết trẻ mắc COVID-19 đều có biểu hiện nhẹ, sức khỏe nhanh chóng bình phục. Tuy nhiên, nhóm trẻ có bệnh lý nền, trẻ bị béo phì là nhóm nguy cơ bệnh diễn tiến nặng cần được theo dõi, điều trị. Một số trường hợp như hai bệnh nhi trên có thể rơi vào nguy kịch vì viêm cơ tim cấp. Bác sĩ cảnh báo cộng đồng không nên chủ quan với COVID-19, đặc biệt là trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên. Nhóm trẻ chưa được trích ngừa vaccine COVID-19 khi nhiễm bệnh vẫn còn nhiều biến cố khó lường. Trường hợp trẻ mắc COVID-19 có các dấu hiệu bất thường, phụ huynh cần nhanh chóng đưa đến bệnh viện để được thăm khám, điều trị kịp thời. Từ ngày 15 tháng 4, Bộ Y tế dự kiến cấp hộ chiếu vaccine điện tử. Thưa quý vị, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở tiêm chủng trên cả nước triển khai ký số chứng nhận tiêm chủng COVID-19 từ ngày 8 tháng 4, để Bộ tiến hành cấp hộ chiếu vaccine cho người dân, dự kiến bắt đầu từ ngày 15 tháng 4. Sáng nay, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai cấp hộ chiếu vaccine và quán triệt việc bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng COVID-19. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, đến nay, cơ bản các hệ thống đã hoàn thành, sẵn sàng cho cấp hộ chiếu vaccine cho người dân trên cả nước. Tuy nhiên, hiện còn một số tồn tại, hạn chế và một số vấn đề cần được giải quyết một cách triệt để. Thứ nhất, tính đến ngày 1 tháng 4, cả nước đã tiêm hơn 206 triệu liều. Tuy nhiên, trên hệ thống phần mềm tiêm chủng mới ghi nhận thông tin hơn 197 triệu mũi tiêm. Như vậy, còn gần 9 triệu mũi tiêm chưa được nhập lên hệ thống, tương ứng với trên 4% tổng số mũi tiêm. Thứ hai, theo số liệu của Bộ Công an, tính đến ngày 30 tháng 3, nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 đã gửi sang cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 154 triệu mũi tiêm, còn khoảng 42 triệu mũi chưa gửi, bao gồm các mũi tiêm chưa nhập và các mũi tiêm đã nhập nhưng thiếu thông tin cơ bản không thể gửi. Trong số 154 triệu mũi tiêm gửi sang đã xác thực đúng thông tin được hơn 112 triệu mũi tiêm, còn lại hơn 41 triệu mũi tiêm xác thực sai thông tin. Bộ Y tế đã có nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo, xử lý các vấn đề nêu trên, nhưng kết quả thực hiện, xử lý chưa được cao và hoàn thành đúng tiến độ. Theo đại diện Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Y tế, người dân đã tiêm chủng, khai báo chính xác thông tin và đã được các cơ sở tiêm chủng nhập dữ liệu lên hệ thống tiêm chủng, xác thực đúng thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sẽ được cấp hộ chiếu vaccine mà không phải thực hiện thủ tục gì thêm. Hộ chiếu vaccine sẽ được hiển thị trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử PC-COVID hoặc tra cứu trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Đối với những người dân chưa được cấp hộ chiếu vaccine là do thiếu, sai thông tin cần liên hệ với cơ sở tiêm chủng để được bổ sung, cập nhật.
Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở tiêm chủng trên cả nước chuẩn bị các điều kiện cần thiết, triển khai ký số chứng nhận tiêm chủng COVID-19 bắt đầu từ ngày 8 tháng 4, để Bộ Y tế tiến hành cấp hộ chiếu vaccine cho người dân dự kiến bắt đầu từ ngày 15 tháng 4. Bước đầu, Bệnh viện Bạch Mai đã ký chứng nhận 2013 đối tượng với gần 6.000 mũi tiêm. Bệnh viện Đa khoa Gia An 115, Thành phố Hồ Chí Minh đã ký 425 đối tượng. Về việc quét mã QR hết hạn 12 tháng, đại diện Bộ Y tế cho biết thời hạn này là giải pháp kỹ thuật để bảo mật. Sau 12 tháng, người dân sẽ được thông báo, hệ thống tự khởi động mã QR khác. Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông đàm phán với các quốc gia về việc sử dụng xác thực hộ chiếu vaccine điện tử. Đến nay, tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam đã đạt mức rất cao trong khu vực và quốc tế. Việt Nam hiện là một trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ cao nhất trên thế giới. Thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, đến ngày 1 tháng 4, cả nước đã tiêm hơn 206 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Tỷ lệ bao phủ cho người từ 18 tuổi trở lên mũi 1 là gần 100%, mũi 2 là 99% và tỷ lệ người đã tiêm mũi 3 đạt khoảng 50%. Đối với người từ 12 đến 17 tuổi, tỷ lệ mũi 1 là 99% và mũi 2 là 94%. Bộ Y tế và các địa phương cũng đang chuẩn bị để tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong đầu tháng 4. Bế tắc kiểm soát khí thải mô tô, xe gắn máy. Thưa quý vị, được kỳ vọng sẽ giảm thiểu đáng kể tình trạng ô nhiễm bụi mịn, đồng thời đem về nguồn thu gần 1.600 tỷ đồng. Thế nhưng đề án thí điểm về kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030 đang gặp không ít tồn tại, bất cập. Sát thủ âm thầm. Nghiên cứu của thành viên mạng lưới không khí sạch Việt Nam cho biết, tình trạng ô nhiễm từ khí thải của mô tô, xe gắn máy là một trong những thủ phạm chính gây ra ô nhiễm không khí ngày càng nặng nề tại hai đô thị có mật độ dân số lớn nhất nước là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, ô nhiễm bụi mịn và các tác nhân phát thải từ bụi CO, NO2, SO2, VOC từ xe gắn máy đang ngày càng khiến chất lượng không khí tại hai đô thị này ở mức cảnh báo đỏ. Ước tính chỉ riêng thành phố Hồ Chí Minh có nguồn phát thải khí nhà kính lớn lên đến 38,5 triệu tấn CO2, chiếm khoảng 16% lượng phát thải trên phạm vi cả nước. Trong đó, phát thải khí nhà kính từ lĩnh vực giao thông đô thị chiếm đến 45%. Chuyên gia Hoàng Dương Tùng từ VCAP trong một nghiên cứu cho biết, số lượng xe ô tô và xe máy đang tăng nhanh, trong đó Hà Nội là 6 triệu xe máy và 7 triệu ô tô. Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010 có 4,5 triệu xe máy, năm 2017 có 7,5 triệu xe máy, 2020 có 9 triệu xe máy. Trong quá trình hoạt động, các phương tiện đi lại được cho là thủ phạm thải ra môi trường các bụi khí ô nhiễm, các khí CO, CO2, NOx, SOx, hơi xăng dầu, bụi trì rất độc hại, nhất là các xe động cơ cũ không có chế độ bảo dưỡng định kỳ. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, thực tế trên địa bàn thành phố rất nhiều phương tiện giao thông, trong đó xe gắn máy chiếm đa số hoạt động mỗi ngày. Xe gắn máy và xe thô sơ nói chung đã xả ra môi trường một lượng khí thải kinh khủng và là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ bệnh tật cho cư dân đô thị. Cũng theo đại diện sở này, Thành phố Hồ Chí Minh từng có phương án để thu hồi nhiều phương tiện cũ nát, quá hạn sử dụng, do các phương tiện này không chỉ đe dọa đến sự an toàn giao thông mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng không khí và sức khỏe của người dân. Khi tổ chức phản biện cho dự thảo đề án thí điểm kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, trong đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến tham vấn về đề xuất mức thu phí kiểm định 50.000 đồng trên xe trên năm kể từ năm 2022-2023. Tuy nhiên, do còn nhiều vấn đề chưa rõ ràng về lộ trình thực hiện kiểm định, mức phí, đối tượng áp dụng khiến giải pháp này chưa được triển khai. Loay hoay giải pháp. Vào thời điểm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến tham vấn cho đề án thí điểm kiểm tra khí thải xe máy đang lưu hành trên địa bàn thành phố, các nhân sĩ, trí thức, chuyên gia đồng ý với lộ trình kiểm soát khí thải do sự quá tải về xe cơ giới, trong đó xe máy chiếm tỷ lệ phát thải cao nhất. Trên thực tế, khi chưa thể áp dụng được đề xuất thu phí kiểm định hàng năm đối với xe mô tô, xe gắn máy, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vẫn cho triển khai chuyên đề xử phạt nặng đối với các xe 3-4 bánh tự chế, xe thô sơ, nhất là các xe gắn máy cũ nát đã qua sử dụng nhưng vẫn được lưu hành trên đường phố. Qua mỗi đợt cao điểm kiểm tra, xử lý xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật, xe cũ nát, xe tự chế từ tháng 3 năm 2021, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thu giữ hàng ngàn các phương tiện xe cơ giới không đảm bảo an toàn, kỹ thuật, xe cũ nát, xe ba bánh tự chế. Dù vậy, chính Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cũng thừa nhận các giải pháp này chỉ mang tính thời điểm và mới chỉ được xử lý phần ngọn.
Mục tiêu lớn nhất của đô thị 13 triệu dân vẫn là hướng tới kiểm soát được hoàn toàn khí thải do xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành trên địa bàn gây ra hàng ngày, hàng giờ hiện nay. Tại hội thảo tính toán phát thải và xây dựng bản đồ phát thải khí thải do Viện Môi trường và Tài nguyên Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Nghiên cứu Ô nhiễm không khí và Biến đổi khí hậu phối hợp tổ chức mới đây, giáo sư tiến sĩ Lê Thanh Hải, Viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, không khí bị ô nhiễm là một trong những vấn đề môi trường nghiêm trọng nhất ở các khu vực đô thị. Vì vậy, quản lý chất lượng không khí là vấn đề cần thiết, quan trọng để bảo vệ sức khỏe con người. Theo chuyên gia này, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều cơ sở để triển khai một đề án hoàn chỉnh để kiểm soát ô nhiễm không khí và các phát thải ra môi trường một cách lâu dài và bền vững. Đó là kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn kỹ thuật xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh và quy định 63 tỉnh thành về kiểm kê khí thải cho từng địa phương. Ngoài ra, bộ này cũng đã phê duyệt thực hiện đề tài khoa học và công nghệ về nghiên cứu xây dựng bản đồ phát thải các chất gây ô nhiễm không khí, phục vụ dự báo và kiểm soát ô nhiễm không khí vùng kinh tế trọng điểm. Về giải pháp lâu dài có tính căn cơ, Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Quốc Bằng, Viện Môi trường và Tài nguyên Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, ô nhiễm từ các phương tiện phát thải thô sơ ngày càng trầm trọng và tương lai sẽ càng tăng nếu chúng ta không có các mục tiêu cụ thể, các hành động kịp thời. Chuyên gia này đề xuất chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cần triển khai các giải pháp căn cơ có hiệu quả lâu dài, bền vững hơn cho quy mô một siêu đô thị. Đó là đưa việc kiểm soát ô nhiễm không khí, trong đó có phát thải của phương tiện giao thông và mục tiêu về phát triển bền vững của thành phố. Các mục tiêu này cũng cần được coi là một trong những tiêu chí của quy hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố cho từng giai đoạn, kể cả quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình hoạt động, các phương tiện xe mô tô, xe gắn máy được cho là thủ phạm thải ra môi trường các bụi khí ô nhiễm, các khí CO, CO2, NOx, SOx, hơi xăng dầu, bụi trì rất độc hại, nhất là các xe động cơ cũ không có chế độ bảo dưỡng định kỳ. Trung Quốc điều quân đội đến Thượng Hải tham gia chống dịch. Thưa quý vị, hàng ngàn lính quân y và nhân viên y tế đã được điều động tới Thượng Hải hỗ trợ dập dịch, đánh dấu đợt huy động sức người chống dịch lớn nhất tại Trung Quốc kể từ sau đợt bùng dịch Vũ Hán năm 2020. Trên một tờ báo của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, hãng tin Reuters cho biết, Trung Quốc đã điều động hơn 2.000 lính quân y thuộc các quân chủng lục quân, hải quân và các lực lượng hỗ trợ hậu cần liên hợp đến Thượng Hải. Nhiều tỉnh như Giang Tô, Chiết Giang và thủ đô Bắc Kinh cũng cử nhân viên y tế đến Thượng Hải với tổng số ước tính hơn 10.000 người. Theo Reuters, đây là đợt huy động nhân viên y tế và quân y nhiều nhất kể từ đợt bùng dịch ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Trong đợt phong thành Vũ Hán, đã có khoảng 4.000 lính quân y được điều động đến các bệnh viện dã chiến tại thành phố. Trung Quốc đang trải qua đợt bùng dịch nghiêm trọng nhất trong hơn 2 năm qua, với trung tâm tài chính Thượng Hải đang là điểm nóng. Số liệu được công bố sáng hôm nay cho thấy, trong vòng 24 giờ trước đó, Thượng Hải ghi nhận 425 ca dương tính được xác nhận và 8.581 ca dương tính không triệu chứng. Đây là số ca hàng ngày cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng số ca mắc ở Thượng Hải lên hơn 60.000. Truyền thông địa phương cho biết, nhiệm vụ của các nhân viên y tế và quân y đến Thượng Hải là hỗ trợ việc xét nghiệm diện rộng ở thành phố hơn 26 triệu dân. Theo thời báo Hoàn Cầu của chính quyền Bắc Kinh, việc xét nghiệm axit nucleic tầm soát COVID-19 trên diện rộng sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay và hoàn thành trong vòng 36 tiếng nhằm phá vỡ chuỗi lây nhiễm. Thành phố bắt đầu áp các biện pháp hạn chế đi lại từ tuần trước và kêu gọi người dân tự xét nghiệm nhanh tại nhà từ ngày 3 tháng 4. Hôm 2 tháng 4, Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan, người được cử đến Thượng Hải chỉ đạo việc chống dịch, đã yêu cầu địa phương này thực hiện các động thái kiên quyết và nhanh chóng để kiềm chế đợt bùng phát.